Sau khi mình đấu trực tiếp ở hai cái gym Mongolia đề thì mình thấy nó cũng không có cái tín hiệu đề được nha các bạn. Mình đấu chập trực tiếp hai cái dây lớn này lại để loại trừ trên cái phần điện công tắc nút đề các thứ nha các bạn. Và bây giờ là chỉ còn cái phần từ cái dây lớn đi thẳng xuống cái cục đề nha các bạn, đi thẳng xuống cái cục đề ở phía dưới này. Khi mình lấy cái bình mình kích cho trực tiếp vào cái cục đề thì nó quay bình thường các bạn, nó vẫn đề nổ bình thường. Nhưng khi mình đấu trực tiếp ở cái đoạn dây của ngư le như này thì nó không có tín hiệu đề nha. Cho nên là mình đi có thể là nó tiếp xúc không tốt, hoặc là cái dây nó đứt, đứt cái dây to dẫn xuống cụ đề nha các bạn, làm cho cái motor đề không quay nha. Mà cái trường hợp nó bị đứt cái dây to này thì mình nghĩ khả năng cũng không cao nha các bạn. Trừ những cái trường hợp ngoại lệ, có thể là nó cắn và da đập lâu ngày có thể nó đứt nha các bạn. Mình nghĩ cho nên mình đang chuẩn bị tháo ra để mình kiểm tra lại cái phần cái đường dây to, đường dây đỏ nè, từ cái chân còn lại của gơ le đề. Khi mình bấm đề đó thì gơ le nó sẽ dẫn một cái dương ắc quy xuống thẳng cụ đề. Và sau khi mình tháo cái bên hông này ra, nó có một cái cặp dây bao gồm dây mát và dây đỏ là dây dương ắc quy nha các bạn. Nó chạy thẳng xuống dưới cái cụ đề nha. Ở cái phần cái đoạn này thì mình phát hiện nó có một cái vết xước này các bạn. Cái đường dây lớn nè, mình thấy nó có một cái vết xước này để mình quay cận cảnh để mình kiểm tra coi nó có bị đứt ở cái đoạn này không. Nhưng thường khi những cái cọng dây lớn này mà muốn đứt thì cũng rất là khó đứt nha các bạn. Tìm ra băng bệnh này các bạn ơi, ở một cái sợi dây to này nó bị đứt ngay cái đoạn ở dưới gầm nha. Cái này không phải là dư không mà nó đứt nha các bạn. Nguyên nhân là có thể là khi mà chúng ta chạy đó thì cái máy đó là nó bị rung á, và nó đi lên đi xuống á là nó bị cắn vô cái phần nào đó, hoặc là nó cái vỏ ở bên ngoài xài lâu ngày nó bị chai cứng đó, thì cái cục máy nó đi lên đi xuống lâu ngày nó sẽ bẻ gãy nha các bạn. Nó bẻ từ dần dần nó sẽ gãy cái lõi ở trong. Ở cái chừng hộp bữa nay chiếc Harbor 2010 đề không được, chủ xe đã đi thay gờ le, thay thang đề và thậm chí thay bình mới luôn, nhưng mà nó vẫn không khắc phục được cái vấn đề bị không đề được nha các bạn. Thay hết mọi thứ rồi nhưng mà vẫn không đề được. Và cái nguyên nhân hôm nay là do nó bị đứt một cọng dây to đi thẳng xuống cái motor đề nha các bạn. Trường hợp này thì rất là ít gặp. Mấy cái dây to cỡ này mà nó bị đứt thì rất là hiếm nha. Trường hợp này mình mới gặp lần đầu thôi. Chứ thường khi là nó bị lỏng ở những cái vắt này, hoặc là những cái vắt này lâu ngày nó tiếp xúc không tốt thì nó sinh dị, có thể nó bị chảy thôi. Chứ còn mà cọng dây to như thế này mà nó đứt ra lùm hai thì mình ít gặp nha. Cái này chúng ta sẽ tiến hành đấu nối và hàn chì lại cái sợi dây này để cho nó bền hơn, thì mình dùng một cái sợi dây đồng cũng lớn như vậy, và đồng thời mình sẽ cho nó có một cái phẳng dư để khi cái máy nó nhịp lên nhịp xuống nó sẽ không bị căng, nó không bị đứt lại nha các bạn. Để mình dừng video clip, mình chuẩn bị dây và mình hàn xong.
thì xong mình sẽ thử lại và kết thúc video liền các bạn. Sau khi mình dừng clip, mình quăng cái đoạn dây điện đứt lại và mình hạn chế lưu các bạn, hạn chế cố định để nó tiếp xúc tốt, vì cái đoạn dây này nó chịu tải rất lớn nên bắt buộc phải hạn nha anh em. Nói không hạn thì xài thời gian nó sẽ bị tan nha các bạn, bị tan nó sẽ tiếp xúc không tốt, nó sẽ bị lại nha. Cái sợi dây dòng điện lớn thì chúng ta tốt nhất là nên hàng nha các bạn, hàng thì nó hay hơn. Sau khi quấn xong thì mình sẽ nối lại mấy cái chu điện trên này cũng như bắt dây mát vô lại vị trí cũ thì mình sẽ đề thử nha các bạn. Để thử xong mình sẽ kết thúc video clip này, cái clip này cũng hơi dài rồi. Sau khi đấu nối và xong hết các mọi thứ thì mình tiến hành rồi đó.